xin chào tất cả các bạn đến kênh Thanh Lâm Vlog. Hôm nay anh em muốn quay gì vợ anh em? Sinh tồn đi. Cắm trại đi. Cắm trại đi. Cái gì? Muốn quay gì là muốn quay sinh gì? Tồn. Muốn quay cắm gì? Trại. Vậy thôi giờ mình làm cắm trại sinh tồn luôn đi. Wow. Hợp hợp luôn ha. Ok không? Okay. Okay. Bây giờ anh em mình sẽ làm clip cắm trại sinh tồn nha mọi người. Anh em mình sẽ tự dựng lều sau đó đi sinh tồn nha. Bây giờ anh em mình đi thôi. Let's go. Bây giờ mấy anh em mình đi thôi nha mọi người. Đi anh em. Let's go. Con lọc rồi. Đi đâu lại không? Vòng lại ông nội ơi, đi đường này nè. Ê! Đi đường này nè ông nội ơi. Cứu nè. Lỡ dưới rồi kìa. Dạ trời ơi, nè dưới cứu này á. Ôi trời nó cười kìa. Có cái ơi mày. Ủa lô gì vậy ba? Gì chạy? Chết rồi, cứu rồi. Kéo lên, kéo xe lên, kéo xe lên. Mấy thanh niên này giờ thì mấy anh em đi luôn nha mọi người. Giờ thôi anh em dịch chuyển nha, chứ không có đi nữa nha. Sợ thanh niên lọc mất công đi lạc nữa nha mọi người. Giờ mình đếm 1, 2, 3 đi nha anh em. Ok. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, đi. Ủa thằng Lộc đâu rồi? Ủa? Ai biết? Trời ơi, nó chạy xe thì nó cũng đi lưỡi bụi mà bây giờ dịch chuyển thì nó cũng không xong. Ủa, ai nó biết A few moments later. Ủa, Lộc chưa tới nữa hả? Chưa. Trời ơi, đang cánh ruộng đẹp mà. Ủa? Đâu ra mãi chứ ba? Sao mày bay mãi vậy? Trời ơi, tao bay trong đây động nổi ơi, đi vô. Vô rồi ba. Bay lại đi, bay lại đi, bay lại đi. Bay lại đi. Bay lại, bay lại. Ui. 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 Anh em bay luôn. Giờ anh em mình sẽ tiến hành làm lều trước nha mọi người. Kiếm chỗ ở trước rồi mới đi sinh tồn nha. Okay. Yes. Mình sẽ đi chặt cây nha mọi người. Dạ mình sẽ đi chặt cây nha mọi người. Yes. Chặt cây để dựng lều. Mấy anh em nào đi ha, cầm cây giúp tôi không? Đi nè. Tới chỗ nha mọi người. Mình sẽ leo lên cây nha mọi người. À, mấy anh đi. Mình phải kiểm trước nha. Ông không qua. Không, không có ông đâu. Ờ, xuống ông đâu, lát lọc bay xuống sông nữa. Bưng nước rồi. Chạy chạy sát sát á. Chạy sát sát cái dòng đó, để mà nó dao đó. Cái dòng nó chưa đèn rồi đó. Dạ mấy anh em mình gốc cây cho nó sạch, cái lâu về làm liệu nha mọi người. Yeah. Nhưng mà có nhăn dưới đó. Ủa luôn. Cánh đồng lúa đẹp không mọi người? Quá đẹp nha. Dưới quê mình vậy á. Họ thấy mặt đại hết đẹp rồi. Gì đâu? Cái đường nước tôi tưởng con cá nó quậy. Kịp chứ. Ê đâu rồi? Lẹn đâu rồi? Cái con chim này. Cái gì vậy? Đâu rồi? Nó không tiêu rồi. Dạ. Nó con chim này cứ bay lặng lặng xung quanh anh em mình hoài luôn nha mọi người. Wow. Chắc nó fan của Thanh Niên Lộc á. Kệ nó nữa nè mọi người. Nè nó cứ đi vòng vòng nè. Ủa nó đâu rồi ta? Ủa nó đậu luôn rồi. Dạ anh em mình gốc xong rồi, chuẩn bị đem về nha mọi người. Có chầm hương nè mọi người. Vậy cái gì? Chầm hương. Wow. Không không. Chầm hương kỹ quá. Thôi mày húi mày đưa tao. Đi anh em ơi. Dạ. Dạ giờ chổng làm liều nha mọi người. Cảm ơn chú nha. Gì vậy mày cảm ơn ai vậy? Ủa luôn. Giờ mấy anh em mình sẽ tiến hành luôn nha mọi người. Thanh Niên Lộc đào hố dựng cây trước nha. Giờ mình với Thanh Niên Tấn với Thanh Niên Hồ sẽ đi đào chuột nha mọi người. Nãy anh em có đem heo có len nha, cho mấy thanh niên kia nó dựng liều nha mọi người. Quay với mấy thanh niên dựng liều. Thấy rồi nè, đang dựng liều nha. Giờ anh em đi nha. Giờ mấy anh em mình sẽ đi bắt chuột nha mọi người. Mày. Trời ơi trời, chết vợ đi cũng lọt với ruộng đó ông nội. Ngộ quạo kìa, hỏi quốc mày về. Vậy đâu ngồi đi vợ chỗ khác hay gì? Đi qua bờ bển nè. Chơi vợ anh em mình đi qua bờ bển bắt nha mọi người. Nào có hang chuột mình sẽ quay mọi người xem nha. Em mình phát hiện một cái hang nha mọi người. Đây nha mọi người, có đụng trước chỗ chuột nó đào đó nha mọi người. Đừng mất luôn. Chưa đấy. Ôi, hôm nay mình có dẫn bét này nữa nha mọi người. Đào đi, đào đi cho thấy cái miệng hang cho bét nó vô thử rồi.
nó đang chết bà rồi. Sao mặt đất rồi chú hồi. Trời ơi bắt nặng gì vậy? Dạ dạ kéo hơi tiếp nữa kìa. Nay anh em mình đi bắt chuột có ba người hơi cực nha mọi người. Hơi hang đâu? Ê dạ chưa thấy hang nha. Anh em kia đi đi làm liều rồi. Bên kia kìa. Bơi rồi bé. Vô bơi quét. Dừng cái tay đó bé rồi. Bơi mỏ ra nha. Bên kia kìa. Bên đây có hang không? Nè hang bên đây nè. Bơi ngoài. Phải không? Ừ đúng rồi, cái hang đây nha mọi người. Còn giấu chuột đi nữa nha. Thử cái bét, có không bét? Có không? Rồi qua kia kiếm hang ếch đi bét ơi. Khó kiếm lắm nha. Bỏ không á, khó lắm á. Kiếm gì cả. Rồi qua hang bên đây nha. Rồi bên kia nữa. Tao tao trái tao không biết tao chụp được không. Qua sau lưng đứng đi Thắng ơi. Thắng chuột cái rồi thắng người đúng không? Cỏ nhiều khó đào lắm nha mọi người. Hơi hơi cực cho Niên Hồ rồi nha. Cô bé gãy giò. Cô bé này Niên Hồ chắc chết. Cái anh Hương quá. Thôi để tao lên ruộng nha. Quá trời cỏ rồi. Cái giò luôn. Không biết có gắn không ta. Có gắn luôn. Có gắn thì càng ngon. Đó con nuôi con gắn. Tao cũng đang luyện bắt gắn. Rồi liên tẩu quả chập ma luôn. Hang nước này hang trên nè, còn hang trên nè. Còn nó nổi. Hang này dai chứ ha. Trời mới để cái bóng tài bữa nay đèn lụi luôn. Thắng. Thua luôn. Đó là đi một con chuột. Hóa ơn chuột bành kia luôn. Rồi xong luôn. Bầu luôn. Trời ơi. Ta trái chụp không được rồi. Để tao quay cho. Đây. Trời ơi. Quay cho mình chụp đi. Ta trái chụp hụp luôn nha mọi người. Còn nó nữa rồi còn. Còn có nhịp đó. Chuột bành kia luôn nha mọi người. Thôi đắp lại luôn đi. Trời ơi, thôi đắp đắp lại luôn đi, đi hang khác luôn đi. Kìa, cái bên kìa. Anh em mình phát hiện cái hang tiếp theo nha mọi người. Mới xảy luôn còn hơi tiếc nha. Đây nè mọi người. Có đụng nha. Có hang kìa. Ừ. Rồi tiến hành đào cái hang tiếp theo nha. Yes. Con đầu nãy chuột hơi bị lớn, sảy hơi tiếc nha mọi người. Mà không sao nha, hôm con này ta làm cái khác nha. Làm ở từ đầu nha. Có một tay bắt khó quá, tay trắng. Hang chuột đó. Đâu rồi? À, bên đây là hơi tiếc rồi. Wow. Hết chết rồi, chết rồi. Dạ. Nó tao dặm dưới đó đó. Thấy phải không nha? Rồi đâu? Nó tao dặm nó dưới đó đó. Rồi đâu? Ở dưới đó. Nó tao nhớ. Trời ơi. Nó tao nhớ tao dặm nó dưới đó. Gì nữa trời. Chạy con nữa, chạy con chuột bự nữa. Trời ơi, trời ơi, trời. Chắc kiểu này phải đổi camera man quá. Đây. Quay mày đừng có giục hồi nào có chuột đừng giục điện thoại tao được rồi nha. Được con mua điện thoại mới đó. Anh em mình mới kiếm được cái hang nha mọi người. Hang này hang mốt con ta đây có chỗ nào rồi. Giờ đổi camera man nha mọi người. Yes. Cho con bé làm camera man nha chứ bây giờ mà mình làm camera man đó là hồi là không có chuột ăn luôn á. Nè, cầm quay đi. Cầm quay đàng hoàng nha, có chuột đừng giục. Kiếm tay rồi. Mà để cái con tay mà vô cái cam tao rồi. Nè, cầm mấy nè. Lấy cái tay ra, đừng có lấy cái tay vô cái cam. Đi. Để quay ra xa nè. Có. Cùng tay rồi. Ôi, chụp nhỏ. Dạ, dạ, chụp luôn. Đây nè nè. Lưới khác, lưới khác. Đây, tao hay chụp bự. Dính được con chụp bự rồi nha. Đây nha mọi người, mình bắt được con chụp bự rồi nha mọi người. Nãy là ba. Chụp mẹ nha, quá đã luôn nha. Woo! Ủa nãy là làm gì mất hết ba con rồi?
Tao quay chụp có được đâu, ông Tăng chụp có được đâu. Này sao mất hả? Chạy vô lúa. Này nói thế đâu. Thôi nha. Quá đã. Dạ anh bắt con này rồi, mình đi vô mình quay rồi cho mấy anh niên nó hiện nha mọi người. Chuột mới như chỗ đó nha mọi người. Chuột cái lóc sao cho nè. Đừng có đập nó mấy phen. Bên đây bỏ chuột đây, bên đây. Đừng mấy con bên đây. Con đầu tiên đó bên đây. Anh em mình cũng đã bắt được chuột bự rồi nha mọi người. Giờ mình mấy anh niên này ra mình quay lên nha mọi người. Giờ mình sẽ đi tìm hang khác bắt nha. Bắt rồi tại nãy không có chuột nên mình vô anh bắt giùm được con chuột bự rồi được rồi nha mọi người. Đổ cho mấy anh niên này ra cho nó bắt được rồi nha. Yes. Giờ mấy anh em mình đi bắt chuột mới có con nha mọi người. Nên là anh em quyết định là vừa đi bắt chuột vừa bắt ốc nha mọi người. Yes. Dưới quê mình đồng ruộng với ốc nhiễm nha. Đây nha mọi người, bắt mấy con ốc này nha mọi người. Thì mình hồi nãy mình thấy mấy con giớn ở ngoài kinh nha mấy bạn. Lớn lên mấy nghe. Thì mình hồi nãy mình thấy được mấy con giớn. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Trời ơi. Tôi quýnh không mày. Không sao đâu. Trời, con ếch lọc chục ếch lọc. Đẹp chục ếch đẹp. Chết rồi. Sao nó chụp mà lõm. Mình nha. Mình sẽ xuống mình coi có cá không. Bạn quá anh em ơi. Theo con cậu hiếm hết rồi. Có không? Không. Hay không có động tĩnh gì hết vậy. Tình hình là thanh niên Lộc với thanh niên Đạt mới làm điều mà bị gãy nha mọi người, sụp nên giờ mình với thanh niên Đạt với thanh niên Tấn sẽ sửa lại nha. Giao nhiệm vụ đi bắt chuột cho thanh niên Lộc với thanh niên Hồ nha mọi người. Yes. Giờ mấy anh em mình sẽ tiến hành làm cái liều để cho tối nay có chỗ ở nha mọi người, cũng thôi là lỏ luôn. Đã làm xong cái trò dịch nha mọi người. Ối lộn cái căn liều rồi nha. Thấy không? Mình với anh Yên Tấn làm xong liền mọi người. Nhà là phải có nóc nha mọi người. Thấy không? Có cây thanh ngang nóc đàng hoàng nha mọi người. Dưới lót chỗ rất nền đồ đàng hoàng nha. Tối nay anh em sẽ cư trú đây vô review luôn nha mọi người. Đây bên trong nó như vậy nè nha. Tối nay là không sợ mưa luôn nha mọi người. Quá đẹp. Giờ mình đi theo mấy anh niên kia coi bắt chuột nha mọi người. Nó ở kế bên đây nè. Gì vậy? Mình mới quay tới mọi người gì vậy? Chuột kẹp trời. Sao mày kẹp nó trong đó vậy? Họ sao ăn? Nãy giờ bắt được 2-3 con rồi nha mọi người. Nhiều lắm mấy cha. Ờ một đống luôn nha mọi người. Đóng lại đi, đóng một con nha. Làm gì ăn bay làm gì? Dạ, dạ. Bắt chuột kêu vậy. Đại chuột kia ra đóng nữa hả? Bắt chuột kêu Bình Dương á mấy cha. Thua luôn. Ba con mấy con thấy sáng trưng hang dưới nữa. Mắt bơ hả? Còn hang không? Con bên kia. Dạ. Rồi lấy đây rồi. Chuột, dạ. Chuột. Đâu? Phát vô quá, phát vô quá. Giờ gì đập vậy? Anh lấy mình đi. Thua luôn. Con mà nó bắt đóng cho con luôn. Ê, nó hết rồi, nó vô hang rồi. Cứu tôi hả? Nó bắt cả chục mười mấy chục con. Em mà em đó ba đi. Hai con. Yeah. Thua luôn. Sao thấy dùng. Anh nhìn thấy hang đó nha mọi người. Bên đây nè, bên đây có hang. Bên đây. Luôn dạ bắt đầu hang. Ủa gõ, ủa gõ, ủa gõ. Rồi. Bắt đầu hang khác nha mọi người. Rồi để anh thử theo nó gõ ấm không? Gõ ấm nha. Kiên bét rồi lại thử, kiên bét rồi. Bét đâu rồi? Bét này nắng chỉ chục con rồi. Sao hổng ra trước nè, để gặp con đó xong đẹp dám chụp.
Ừ. Biết rồi. Con đó là con gì em biết mọi người biết không? Con đó là con anh không có chân nữa nha. Wow. Nó họ gắn mối nha mọi người. Chứ gắn mối có giò nhưng mà gắn con nó không có giò. Bộ sáng không gọt luôn cái mỏ bành kia. Chụp bự nhỏ luôn đúng cái mỏ bành kia. Nãy đi. Nãy ra chụp chạy đó. Rồi, rút vô nữa rồi. Chụp chừng nó ngoài đó nha, nó ngoài bên kia. Rồi bỏ kia đi. Tới số bị tao. Dữ vậy sao? Ấy, kìa chớp. Tao biết lắm mà thế nào hỏi tay hộ cũng húi à. Cầm cây. Thế ra là mình ngồi mình đào với mọi người. Tại vì hai thằng này nó chụp cũng được thôi. Mình này không thấy luôn á. Mày chạy nó thấy hả? Ủa nó chạy mày thấy hả? Không. Ừ cái mặt mày chắc thấy á. Ba con. Hai này được mấy con? Tán quay qua tán. Ba con. Ba con. Đồ rồi chấm hỏi luôn kìa nè em. Đào cái hang chắc là dạ nha mọi người. Có mét mấy luôn. Wow. Hồi bắt được có ba con chuột à. Đây. Chuột nhỏ không nè, chuột bự như được có con. Đó đại đi hồi. Đắp lại chứ ba. Sao vậy anh em? Bỏ em ơi. Vô mà chuột nữa. Đây rồi. Dạ có hai đầu ba. Dạ đây. Cộng ra muốn thích vậy nè em. Thôi giờ anh em mình nghỉ đi bằng chuột luôn nha mọi người. Yes. Hẹn cuối mà không có thôi nha mọi người. Giờ đi bằng chuột ăn thôi nha. Cũng tối nha. Nhìn trong sáng cái thôi chứ nó cũng tối mà nó tối rồi nha. Thôi luôn. A few moments later. Thì mấy anh em mình đã bằng chuột xong rồi nha mọi người. Wow. Giờ anh em mình sẽ đốt lửa lên nướng ăn nha. Tối rồi nha mọi người. Trễ rồi nha. Dạ chuột là chắc mình lấy mấy cây xanh rồi mình chặt ra mình làm cái dĩ mình nướng. Yes. Ok. Không biết nha. Anh em mình nãy giờ đốt đống lửa này 9 tháng rồi nó mới cháy nha mọi người. Mừng lắm nha. Thế chuột anh em mà bắt từ sớm giờ các bạn. Giờ anh Liên Lộc đó sẽ kẹp vô nha. Yeah. Tới con dây tán. Đừng hai cái tay mày kìa. Quái lạ đi. Tới chứ. Ngồi nữa, tao đi quay mà bắt nhận ốc không? Quay chơi. Quay anh này. Bắt được mớ bằng ốc nha mọi người. Dạ bắt ốc qua nặng thêm nha. Chứ chuột ăn không đủ đâu. Đây. Đóng luôn. Ok mọi người, giờ bắt tiếp đi. Đây nè, đó. Dạ mình sẽ đi vô coi mấy thanh niên này nhúm rửa nha mọi người. Lạnh quá, mình chắc đi kiếm kia. Đâu. Nó lạnh rồi. Tao không có tay bắt. Mình bắt nó giùm ơi. Đâu? Chân con nè, dưới cái chân luôn á. Cái ngón tay, cái ngón cái, cái ngón cái. Ừ. Đúng chưa? Rồi, đụng đụng cua nha mọi người. Cái đạp lúng xình luôn. Đây. Đây. Đúng chưa? Trời ơi, trời ơi, cứu tôi trời ơi. Vậy mình sẽ quay đi theo anh em này nữa nha mọi người. Lụm nó vô. Đập cho chết đi hai. Kìa, cầm cái ngóc này mình sẽ hãy vô nướng luôn nha mọi người. Vậy chuột nè mọi người. Không có vàng được. Quá đã. Bắt được con cua nha mọi người. Đây mọi người, mới bắt được con cua nha mọi người. Mình đi giết quá. Có mồi nữa nha.
Có mời, có mời. Cho mấy anh em kia nướng chuột và mình với anh Yên Lộc sẽ đi bắt thêm vài mớ để kiếm thêm ăn nha, đồ ăn thêm nha mọi người. Dạ, ở trên đây có chuột không nha mọi người. Này có cua. Ít cua. Dính nào? Ấy dạ, nó kẹp. Rồi, anh em đi kẹp rồi nha mọi người. Đây nha mọi người. Ôi ôi, nó bự. Wow. Cua kẹp bự luôn nha, quá đã. Thấy không Lộc, coi cam cam thấy không? Thấy. Đây nha mọi người, giờ mình với anh Yên Lộc sẽ đi tiếp nha. Cái cua. Đã chụp dính rồi. Dính rồi, một cho con. Cho mọi người xem rồi, thấy không? Đây. Đây nha mọi người. Đó. Cua 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 cua. Lấy chừng em, lấy chừng em. Dưới chừng em, bên đây, bên trái, bên trái. Đây bên trái. Này. Chụp bé dở lên nè, chụp bé. À, mày dở, ừ dở đi, dở đi. Cùng chụp báo nha mọi người. Đó. Quay lên này. Đây nha mọi người, con cua tiếp theo nha. Đã thu cua nha mọi người. Đã. Con cua nè, con cua nhỏ rồi. Nè quay cho mọi người xem, mày thấy không Lộc, mày thấy không? Nó mất tiêu rồi ông nội. Nè con cua nè, nè nó chạy nè. Ừ, đây con cua nha mọi người. Đã đó, đã. Ê cua 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 cua. Gò dính nè. Dính rồi bắt lặn gì vậy? Mà nhỏ xíu à. Ê cá, cá, cá. Đây để bắt nha. Thầu đi, nhìn kinh hả? Lắm, cầm con đi lọc để tao bắt. Không dính đâu. Một em cá. Ê. Chim kia. Chim à. Cua này cua đẹp đâu rồi. Ui cái cạn kìa, cái cạn gì kì vậy? Đầu kia mày quay cái này nè chứ không phải cái đó, mượn cái này. À? Đây nè, nhìn thấy cái gì không? Mọi người thấy gì đâu? Trời ơi, vậy rồi. Vậy thì con cua, con cua gì nè mọi người? Hơi bị đẹp. Con cua càng cho bá nữa, đứng tay lên kẹp đau không nè. Càng tím, con cua càng tím. Còn nhỏ mà đã đẹp trai. Wow. Rồi, chỗ ai nhá, động phòng mấy anh em này quậy quá. Chắc có. Đây nha mọi người, con cua đó. Nó núp. Nó. Ê cua đẹp nha. Ê cua đó ăn được á, cua càng tím càng đẹp. Con cua giống như hồi nãy nha mọi người. Ôi đẹp quá. Đâu quay đây. Nó mà kiếm ghiệm luôn, càng chặt bá luôn. Đây nha mọi người. Quay vô, dục vô nữa. Giờ mấy anh em mình sẽ bỏ cua nữa không nha mọi người. Yes. Cắt lỗ rồi quay. Dạ nó còn ăn được rồi. Anh cua đây em tính để nuôi luôn. Nuôi gì mà nuôi, cua mà nuôi. Dịch nó lại chuyến cây dịch này, còn trong túi con Lộc nữa. Trong túi nữa nè. Còn túi con Lộc ba con nữa, nhiều lắm, nhiều cua lắm. Cua luôn. Rồi tắt đi. Chuột cũng chín rồi nha mọi người, chín quá tay luôn nha. Dạ anh em mình sẽ lấy luôn nha. Rồi để anh này nè anh em. Để lên miếng cua hồ đi. Với ốc với cua này nữa đó, lấy ốc với cua ra luôn đi ta. Lấy ốc cua để đây đi. Rồi cái cây nó cho con Lộc cầm đi. Nóng rồi, cua kỹ rồi đó. Nó chín mà kêu không nóng. Dạ anh em mình sẽ đem vô cái căn chọi của anh em mình ăn nha. Rồi giờ mấy anh em mình ăn luôn nha mọi người. Ăn đi anh em, trong ăn liều ngàn tỷ của anh em mình nha. Wow. Chua vô cái. Rồi quất đi. Có muối ở đây quất đi. Đã kì bia trước con ốc này đây. Con cua hả? Ừ quất trước đi. Đã kì bia trước đây. Cái dao đâu cắt gì con dây háo chuột đi. Cua đẹp trai nha mọi người. Để mình ăn chín cây luôn đi. Thằng này đem sao? Thịt nó đi. Nó xử con cua. Đây nha, mình sẽ xử con ốc nha. Còn đây thấy không? Sao đây? Ít thịt nhưng mà ngon. Đây. Lộc ai thử con ốc nha mọi người. Mà mình nói thiệt các bạn luôn, nó chưa chín nha. Ở ngoài ruộng không có tâm nha mấy bạn. Mình sẽ sử dụng cái này thôi. Quốc là Lộc. Chấm gì dừa mặn đi ơi. Khuấy mặn á. Mở lại nha. Ốc chưa chín nữa. Mặn nha. Sao Lộc? Nó dai, nó giòn, chực 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 chực. Sực sực luôn ha. Hộ sao hộ? Quốc đi hộ. Đã các bạn. Ốc nè bạn. Tán gì vô, tán gì á, ăn gì á? Quốc, mà không có thịt. Ăn chuột cái. Mình ăn ốc nha. Cái đang chuột nha. Nè mình ăn ốc nha bạn. Mình ăn chuột nha bạn. Ăn bóc luôn nha, tại ở đây không có tâm đâu. Mời các bạn nha. Cua nha mọi người. Không béo nha các bạn. Ốc đi nha mọi người, phun muối luôn. Đã lắm. Cô ăn chuột à. Nào cảm giác thế nào? Dài, ngon, dẻ. Wow. Ngọt ngọt.
Nè đem dây gì vậy? Đó, sập gì sập liều sập liều. Mình sẽ múc ba miếng chuột nha. Ừ, múc ba miếng chuột đi. Anh em chia hẳn con chuột con anh em. Cái này ra. Thịt nó trong nó trắng xác luôn nha mọi người, đã. Ăn miếng đầu đi. Ở ngoài nó vàng trong nó trắng đã nha. Cái miếng chuột này. Bởi bạn nha. Mọi người nên à. Sao hồ? Đây nè, đây nè. Béo ngọt mọi người không? Nên nè, mời các bạn ăn một miếng chuột nhé. Anh em làm sức giờ cực lắm nha mọi người. Mời bạn miếng nữa nha. Ăn xương luôn. Xương giòn ngon. Anh em mình sớm giờ làm cực lắm mới có được thành quả vậy nha mọi người. Mọi người thấy anh em mình có hương anh em mình nhớ lại cho anh em một like một đăng ký nha mọi người. Yes. Cảm ơn, xin chào tạm biệt. Ủa lộ. Giờ anh em mình sẽ xử hết đám này rồi. A few moments later. Anh em mình cũng đã ăn xong rồi nha mọi người. Anh Yên Lộc nó lỡ nó dục xuống dưới đây rồi nha. Bây giờ anh em ăn xong rồi anh em chắc là anh em mình sẽ đi ngủ quá. Anh em muốn đi ngủ không hay làm gì nữa mới ngủ? Hát nhạc đi ngủ. Muốn hát nữa hả? Wow. Rồi giờ anh em mình sẽ cho mấy anh niên này xúp lại hát thêm một bài cho nó vui vui rồi mới đi ngủ nha mọi người. Ngủ rồi sáng về nha. Anh em mình sẽ ngủ sớm để sáng về còn đi học nữa nha mọi người. Yes. Chỉnh nhạc cái Lộc lên nhạc đi. Bài quá. Con hai con muốn gặp con. Thôi hát bài đó được rồi Đạt. Vô đi hát bài hai con hàng lại con đi. Vô à. Hai quá. Hai con cạp rồi. Sao đang hát mà cự vậy? Chơi đấu từ bây giờ chơi đấu từ nè. Chơi không? Chơi đó em nói từ đi. Ok. Ý luôn nha mọi người, mấy anh em này nó xào quặng hoài nha mọi người. Nên giờ thôi anh em mình đi ngủ nha mọi người. Yes. Còn sớm mấy giờ hồ mà đi hội hồ. Nè. 7 giờ 5 rồi. 7 giờ 5 phút nha mọi người, anh em mình đi ngủ luôn nha. Ngủ sớm luôn nha, sáng sớm đi học luôn nha mọi người. Ok đi thôi. Sáng má cho 5.000 chị. Giờ mấy anh em cũng ngủ hết nha mọi người. Nó giỡn cho đã nó ngủ hết nha. Giờ mình cũng đi vô ngủ chung mấy nó rồi tới sáng hay về thôi nha mọi người. A few moments later. Tình hình là đang giữa khuya mà gió quá nó sập cái liều luôn rồi nha mọi người. Điện thì nó vẫn còn ngủ say quá. Em mình gọi nó dậy nha. Liều sập hết trơn rồi nha mọi người, nên là chắc mình kêu mấy anh niên đó dậy đi vô luôn nha mọi người. Thôi dậy nè mấy cha ơi, hớt cái trơn ơi, hớt. Ngủ quá vậy, sập liều hết trơn rồi mà ngủ. Cái liều. Nãy gió liều nó bấy trơn mà không cái nào hay chứ. Tao đặt mưa xạo mày ngồi vô mày coi. Dạ. Cái liều nó sập hết trơn rồi, ngủ gì nữa. Thôi vậy mấy anh đi rồi. Ở đâu hả? Anh liều luôn rồi. Anh đây ở đâu hả? Nó ruộng với mày hả? Thôi chắc anh em mình xin kết thúc video anh em mình về luôn nha mọi người. Nếu mọi người thấy video anh em mình hay nhớ lại cho anh em một like và một subscribe nha. Thấy thương anh em mình chịu cực rồi để lại cho anh em mình một đăng ký nha. Liều sập hết trơn nha mọi người. Vậy mọi người, bye bye, xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye.